hoặc là e đạt được trong việc y trị bột thành đế vì khiến tác chứng vĩnh viễn đoạn biến g, nên tu tập được theo âm thanh dạy dằn, dạy trào của người khác, bèn có năng lực khảm nghiệm, phát sanh như lý, dẫn dắt đắc ý cùng với sở hữu chánh kiến làm tiền dẫn. Do đây bèn năng ở nơi bốn thánh đế nhập hiện quán chân thật, giải thoát viên mãn ở vô dư ý niết bàn giới mà bát niết bàn. Trong đây nên biết khởi đầu thuận theo chánh kiến cho đến về sau giải thoát viên mãn ở vô dư ý niết bàn giới mà bát niết bàn. Đây gọi là tu tập chân thật chủng tánh. Như vậy từ đầu tiên tự mình viên mãn cho đến sau cùng nương tăng mà niệm nên biết gọi là tu tập liệt duyên. Nếu y chỉ giáo pháp bốn thánh đế tăng thượng nương âm thanh dạy trao dạy dân của người khác, như lý dẫn dắt tác ý nên biết gọi là tu tập thắng duyên, như vậy gọi là an lập chủng tánh. 3. Sở hữu các tướng của người trụ chủng tánh, tức là các tướng trái với sở hữu tất cả tướng của Bồ Đạc Già La, không pháp niết bàn, nên biết gọi là sở hữu các tướng của Bồ Đạc Già La, an trụ chủng tánh. Hỏi, những gì gọi là sở hữu các tướng của Bồ Đạc Già La, không pháp niết bàn, thì thành tựu tướng kia mà gọi là Bồ Đạc Già La, không pháp niết bàn. Đáp, Bồ Đạc Già La không pháp bát niết bàn có rất nhiều tướng. Nay ta sẽ nói ít phần tướng kia. Đó là có Bồ Đạc Già La lúc ban đầu, không trụ chủng tánh, không pháp niết bàn. Do ái, a lại giả thức, khắp tất cả chủng, hành, chuyển, thảy đều thuận theo sự trói cột, phụ thuộc vào sở y, chuyển chuyển thành vô lượng pháp không thể lay động, nhổ bật, đuổi theo dài dẳng lâu dài, rốt ráo bền chặt, tương tục nương gá. Tất cả chư Phật cũng không thể cứu. Đây gọi là tướng không chủng tánh của Bồ Đạc Già La, không trụ chủng tánh thứ nhất. Lại có tướng không chủng tánh của Bồ Đạc Già La, không trụ chủng tánh khác. Đó là có kẻ lắng nghe, dùng vô lượng môn hủy mắng lỗi lầm của sanh tử, nhưng đối với tận ái tịch diệt niết bàn, không thấy chút phần công đức giàu nhỏ, không thấy chút phần sở hữu lợi ích thủ thắng, cũng chẳng thấy chút phần hân lạc. Thấy vui như thế ở đời quá khứ chẳng thể đã sanh, ở đời vị lai chẳng thể sẽ sanh, ở đời hiện tại chẳng thể đang sanh. Lại có kẻ lắng nghe, dùng vô lượng môn xương khen các công đức của Niết Bàn, nhưng đối với sanh tử không thấy chút phần lỗi lầm của sự ý luận, không thấy chút phần sở hữu quá hoạn, cũng lại chẳng thể chút phần chán lìa. Thấy nhàm chán như vậy, ở đời quá khứ chẳng thể đã sanh, ở đời vị lai chẳng thể sẽ sanh, ở đời hiện tại chẳng thể đang sanh. Đây gọi là tướng không chủng tánh của Bồ Đạc Già La, không trụ chủng tánh thứ hai. Lại có tướng không chủng tánh của Bồ Đạc Già La, không trụ chủng tánh khác. Đó là có kẻ bản tánh thành tựu không tạm không quý phẩm thượng, do nhân duyên đầy không biết chán ghét, không tâm khiếp sợ, đem tâm thích thú gây tạo các ác, do nhân duyên đầy chưa từng hối hận. Đây chỉ quán sát Bồ Đạc Già La ở hiện pháp, do nhân duyên đầy lãnh chịu các lỗi lầm họa hoạn do chính thân mạng tài bảo của mình bị suy thoái. Đây gọi là tướng không chủng tánh của Bồ Đạc Già La, không trụ chủng tánh thứ ba. Lại có tướng không chủng tánh của Bồ Đạc Già La, không trụ chủng tánh khác. Đó là có kẻ ở đây tất cả chủng đều phân tích rõ ràng, xưng khen các đạo lý vì diệu thủ thắng, dễ có thể hiểu biết chi tiết, nhưng khi được khai thị tuyển thuyết giáo pháp trần chánh, hoặc nương khổ đế, hoặc nương tập đế, hoặc nương diệt đế, hoặc nương đạo đế, kẻ kia không thể thu được chút ít phát tâm nhỏ nhoi. Chút ít tín hiểu nhỏ nhoi hà huống đang khiến lông trên thần dựng đứng, buồn khóc rơi lệ. Đầy nương quán sát Bồ Đạc Già La ở cả ba đời quá khứ vị lai hiện tại riêng biệt. Đây gọi là tướng không trùng tánh của Bồ Đạc Già La, không trụ trùng tánh thứ tư. Lại có tướng không trùng tánh của Bồ Đạc Già La, không trụ trùng tánh khác. Đó là kẻ kia có lúc chỉ tạo xuất ra trong pháp thiện thuyết tỷ nại ra, hoặc vì bị quốc vương bức bách, hoặc bị giặc cướp bức bách, hoặc vì chủ nợ bức bách, hoặc vì sợ hãi bức bách, hoặc vì lo lắng việc kiếm sống bức bách. Chẳng phải vì tự điều phục mình, chẳng phải vì tự tịch tĩnh mình, chẳng phải vì tự mình niết bàn, chẳng phải vì tánh sa môn, chẳng phải vì tánh bà la môn mà cầu xuất gia. Nhưng khi đã xuất gia rồi lại vui cùng với người tại gia, và chúng xuất gia chung sống hỗn tạp huyền náo, hoặc phát tà nguyện mà tu các phạm hạnh như cầu sanh thiên hoặc các cõi trời khác, hoặc vui thích giả bỏ các cấm giới đã thọ học, hoặc trái phạm thì là giới, trong lòng mục nát, ngoài hiện tướng chân thật, như loài ốc sên bẩn thỉu trong nước xanh ra, như tiếng như ốc, hạnh như chó. Thật chẳng phải sa môn mà tự xưng sa môn, chẳng phải hành phạm hạnh mà tự xưng phạm hạnh. Đây cũng nương quán sát Bồ Đạc Già La ở cả ba đời quá khứ vị là hiện tại riêng biệt, để biết đây là Bồ Đạc Già La không trụ chủng tánh, chỉ mượn tướng xuất ra. Có Bồ Đạc Già La vui muốn tu học,
gọi là chân xuất gia, vị đầy thọ của túc giới thành tựu tánh bí xô, do môn khác biệt đây, do ý thú đây hiển nghĩa kẻ kia vốn không phải người xuất gia, chỉ giữ lấy tướng mạo xuất gia mà vào trong hàng ngũ những người xuất gia, đây gọi là tướng không trùng tánh của Bồ Đặc Giả La không trụ trùng tánh thứ năm. Lại có tướng không trùng tánh của Bồ Đặc Giả La không trụ trùng tánh khác, đó là kia có chút ít tạo tác thiện nghiệp ở nơi thân hoặc ngữ hoặc ý, nhưng tất cả đều vì mong cầu các hữu hoặc cầu hậu hữu thủ thắng ở đời vị lai, hoặc cầu tài bảo hoặc cầu gặt hái sở hữu tài bảo thủ thắng, đây gọi là tướng không trùng tánh của Bồ Đặc Giả La không trụ trùng tánh thứ sáu. Tất cả loại như vậy có rất nhiều tướng, vì thành tựu những tướng kia nên rơi vào trong số không pháp bát niết bàn. 4. Bồ Đặc Giả La trụ trùng tánh, đó là Bồ Đặc Giả La trụ trùng tánh hoặc chỉ trụ trùng tánh mà chưa thú nhập cũng chưa xuất ly, hoặc có an trụ trùng tánh cũng đã thú nhập mà chưa xuất ly, hoặc có an trụ trùng tánh cũng đã thú nhập đã xuất ly, hoặc có càn yếu kém, hoặc có càn trung bình, hoặc có càn thông lợi, hoặc có hành tham, hoặc có hành sân, hoặc có hành si, hoặc sanh không nhàn hạ, hoặc sanh có nhàn hạ, hoặc có phóng túng buông lung, hoặc không phóng túng buông lung, hoặc có tà hạnh, hoặc không tà hạnh, hoặc có chướng ngại, hoặc không chướng ngại, hoặc xa hoặc gần, hoặc chưa thành thục, hoặc đã thành thục, hoặc chưa thành tịnh, hoặc đã thành tịnh. Sao gọi là Bồ Đặc Giả La trụ trùng tánh, chỉ trụ trùng tánh mà chưa thú nhập, cũng chưa xuất ly? Như có Bồ Đặc Giả La đã thành tựu trùng từ pháp xuất thế của bậc thánh, nhưng chưa được thân cận thiện trí thức để lắng nghe chánh pháp, chưa thuộc được chánh tín đối với pháp tỷ nại gia, mà chưa Như Lai chánh giác, chánh thuyết, chưa thọ chỉ định giới, chưa nhiếp thọ đa văn, chưa tăng trưởng huệ xả, chưa điều nhu các kiến. Như vậy gọi là Bồ Đặc Giả La chỉ trụ trùng tánh mà chưa thú nhập cũng chưa xuất ly. Sao gọi là Bồ Đặc Giả La trụ trùng tánh cũng đã thú nhập mà chưa xuất ly? Như trước đã nói, sở hữu tướng phẩm hắc trái với tướng đây là phẩm bạch, nên biết gọi là Bồ Đặc Giả La trụ trùng tánh cũng đã thú nhập, nhưng có chỗ khác biệt là do kia chưa lìa hệ buộc của phiền não, chưa đắc sở hữu thánh đạo và quả thánh đạo. Sao gọi là Bồ Đặc Giả La trụ trùng tánh cũng đã thú nhập và đã xuất ly? Cũng như trước đã thuyết, nhưng có chỗ khác biệt là kia đã lìa hệ buộc của phiền não, đã đắc thánh đạo và quả thánh đạo. Sao gọi là Bồ Đặc Giả La căn yếu kém? Có Bồ Đặc Giả La đối với sự sở trì, cảnh giới sở duyên, chỗ có các căn chuyển vận rất trì trệ, chuyển vận rất yếu ớt, đắc ý tương ưng, hoặc do nghe mà thành tựu, hoặc do tư duy mà thành tựu, hoặc do tu tập mà thành tựu, hoặc tín căn, hoặc tinh tấn căn, hoặc niệm căn, hoặc định căn, hoặc tuệ căn, không có năng lực khảm nghiệm, không có sức thông đạt pháp nghĩa, không thể nhanh chóng chứng chân thật, đây gọi là Bồ Đặc Giả La căn yếu kém. Sao gọi là Bồ Đặc Giả La căn trung bình? Có Bồ Đặc Giả La đối với sự sở trì, cảnh giới sở duyên, chỗ có các căn chuyển vận ít trì trệ, còn lại tất cả như trước đã thuyết, đây gọi là Bồ Đặc Giả La căn trung bình. Sao gọi là Bồ Đặc Giả La căn thông lợi? Có Bồ Đặc Giả La đối với sự sở trì, cảnh giới sở duyên, chỗ có các căn chuyển vận không trì trệ, chuyển vận không yếu ớt, ở nơi tác ý tương ứng, hoặc do nghe mà thành tựu, hoặc do tư duy mà thành tựu, hoặc do tu tập mà thành tựu, hoặc tín căn, hoặc tinh tấn căn, hoặc niệm căn, hoặc định căn, hoặc tuệ căn, có năng lực khảm nghiệm, có sức thông đạt pháp nghĩa rất mãnh lợi, nhanh chóng chứng chân thật, đây gọi là Bồ Đặc Giả La lợi căn. Sao gọi là Bồ Đặc Giả La hành tham? Có Bồ Đặc Giả La đối với các việc đáng yêu thích, việc đáng nhiễm trước, cảnh giới sở duyên, có thảm mãnh lợi, có tham trường thời, đây gọi là Bồ Đặc Giả La hành tham. Sao gọi là Bồ Đặc Giả La hành sân? Có Bồ Đặc Giả La đối với việc đáng ghét, việc đáng giận dữ, cảnh giới sở duyên, có sân mãnh lợi, có sân trường thời, đây gọi là Bồ Đặc Giả La hành sân. Sao gọi là Bồ Đặc Giả La hành si? Có Bồ Đặc Giả La đối với sự sở trì, cảnh giới sở duyên, có si mãnh lợi, có si trường thời, đây gọi là Bồ Đặc Giả La hành si. Bồ Đặc Giả La hoặc sanh nơi không nhàn hạ, hoặc có phóng túng buông lung, hoặc có tà hạnh, hoặc có chướng ngại, tất cả như vậy nên biết tương tự như trên, trái với các tướng trên nên biết tức là Bồ Đặc Giả La sanh nơi có nhàn hạ, không phóng túng buông lung, không có tà hạnh và không có chướng ngại. Sao gọi là Bồ Đặc Giả La xa? Có Bồ Đặc Giả La hoặc do thời gian xa nên cách xa niết bàn, hoặc do gia hạnh xa nên gọi là xa. Sao gọi là do thời gian xa nên cách xa niết bàn? Có Bồ Đặc Giả La trải qua nhiều trăm đời hoặc nhiều ngàn đời,
hoặc nhiều trăm ngàn đời sau mới có thể được gặp thắng duyên đắc bát niết bàn. Do gọi là do hạnh xa nên gọi là xa, có Bồ Đạt Giả La chỉ trụ chủng tánh mà trừ thứ nhập, chẳng thể nhanh chóng được gặp thắng duyên đắc bát niết bàn. Người kia đối với niết bàn chưa thể phát khởi gia hạnh thủ thắng, do gia hạnh còn xa mà gọi là xa, chẳng do thời gian xa, do chủng như vậy được chung làm một gọi là Bồ Đạt Giả La xa. Sao gọi là Bồ Đạt Giả La gần? Có Bồ Đạt Giả La như vậy, hoặc do thời gian gần nên gần niết bàn, hoặc do gia hạnh gần nên gọi là gần. Sao gọi là do thời gian gần nên gần niết bàn? Có Bồ Đạt Giả La trụ sanh tối hậu, trụ hữu tối hậu, trụ thân tối hậu, tức do thần đầy sẽ đắc niết bàn, hoặc tức do sát na không gián đoạn, ở nơi phiền não đoạn sẽ được tác chứng. Như vậy gọi là do thời gian gần nên gần niết bàn. Sao gọi là do gia hạnh gần nên gọi là gần? Có Bồ Đạt Giả La trụ chủng tánh cũng đã thú nhập, hai chủng như vậy được chung là một gọi là Bồ Đạt Giả La gần. Sao gọi là Bồ Đạt Giả La chưa thành thục? Có Bồ Đạt Giả La chưa thể đạt được thân tối hậu hữu, tức là chưa thể trụ ở thân đầy bát niết bàn, hoặc thú nhập chánh tánh ly sanh, đây gọi là Bồ Đạt Giả La chưa thành thục. Sao gọi là Bồ Đạt Giả La đã thành thục? Có Bồ Đạt Giả La đã năng đạt được thân tối hậu hữu, tức là trụ ở thân đầy năng bát niết bàn, hoặc năng thú nhập chánh tánh ly sanh, đây gọi là Bồ Đạt Giả La đã thành thục. Sao gọi là Bồ Đạt Giả La chưa thanh tịnh? Có Bồ Đạt Giả La chưa sanh khởi thánh đạo, chưa lìa hệ buộc của phiền não, chưa thể tác chứng đối với quả thánh đạo, để gọi là Bồ Đạt Giả La chưa thanh tịnh. Sao gọi là Bồ Đạt Giả La thanh tịnh? Nên biết tướng đầy trái với tướng Bồ Đạt Giả La chưa thanh tịnh. Như vậy gọi là sở hữu các tướng giải biệt của Bồ Đạt Giả La an trụ chủng tánh. Vì độ kia mà chư Phật Thế Tôn xuất hiện nơi đời, đó là chuyển chánh pháp luân, kiến lập học xứ. Nếu người chưa thú nhập khiến được thú nhập, nếu người chưa thành thục khiến được thành thục, nếu người chưa thành tịnh khiến được thành tịnh. Phần đầu du giả xứ thú nhập địa thứ hai. Như vậy đã thuyết chủng tánh địa, sao gọi là thú nhập địa? Ốt Đà Nam nói, nếu lược thuyết tất cả thú nhập địa nên biết là tự tánh an lập các tướng số thủ thú. Đó là một tự tánh thú nhập, hai an lập thú nhập, ba sở hữu các tướng của người thú nhập, bốn Bồ Đạt Giả La đã thú nhập, tất cả như vậy được chung là một, gọi là thú nhập địa. Một tự tánh thú nhập là Bồ Đạt Giả La an trụ chủng tánh đã có bản tánh thành tựu chủng tử niết bàn, sanh ở giữa đất nước, không sanh trong dòng tộc thấp hèn hạ liệt cho đến nói rộng. Nếu lúc bấy giờ có Phật xuất hiện nơi đời, kia được gặp Phật và đệ tử Phật, được đến lui phụng sự, được nghe chánh pháp nên bắt đầu có được chánh tín, thứ đến thọ trì tịnh giới, nhiếp thọ đa văn, tăng trưởng huệ xả, điều nhu các kiến, từ đây về sau thọ trì pháp đây. Do nhân duyên như vậy trải qua kiếp sống đó, sau khi thân hoại diệt, đạt được sáu xứ dị thuộc nhiếp lấy các căn thủ thắng, năng trưởng thải làm sanh khỏi triển chuyển chánh tín thủ thắng, lấy đây làm y chỉ. Cùng với chánh tín kia là năng thọ trì tịnh giới, nhiếp thọ đa văn, tăng trưởng huệ xả, đều như các kiến khiến chuyển thượng chuyển thắng cho đến chuyển thêm vi diệu làm chỗ ý chỉ. Lại do chuyển thượng chuyển thắng cho đến chuyển thêm vi diệu các pháp uy tín nên càng được dị thuộc thủ thắng khác. Do dị thuộc đây lại thuận theo pháp xuất thế mà chuyển chuyển tăng trưởng các thiện pháp thủ thắng khác. Chuyển chuyển như thế xoay vần làm chỗ nhân nương, xoay vần thành thế lực ở các kiếp sống về sau cho đến tạo được thân tối hậu hữu, tức là trụ thân đầy đắc bát niết bàn, hoặc năng thú nhập chánh tánh ly sanh, đây gọi là thú nhập. Vì cớ sao? Hoặc đạo hoặc đường, hoặc dấu đi ngày thẳng, năng đắc niết bàn, năng hướng đến niết bàn. Bây giờ vị kia năng tiến đến, năng nhập vào, năng thực hành chánh hạnh, lần hồi thứ lớp đi đến cực cứu cánh cho đến, cho nên gọi đây là đã thú nhập. Như vậy gọi là tự tánh thú nhập. Hai, kiến lập thú nhập, đó là hoặc có chủng tánh, hoặc có thú nhập, hoặc sắp thành thục, hoặc đã thành thục, hoặc chỉ thú nhập, chẳng phải sắp thành thục, chẳng phải đã thành thục, hoặc cũng thú nhập, cũng sắp thành thục, chẳng phải đã thành thục, hoặc cũng thú nhập, cũng đã thành thục, chẳng phải sắp thành thục, hoặc chẳng phải thú nhập, chẳng phải sắp thành thục, chẳng phải đã thành thục. Sao gọi là có chủng tánh như trước đã thuyết? Sao gọi là có thú nhập? Là Bồ Đạt Giả La trụ chủng tánh, ban đầu đạt được điều xưa chưa từng được. Đối với pháp tiền đại gia mà chưa Như Lai chánh giác chánh thuyết,
có được tâm chánh tín, thọ trì tịnh giới, nhiếp thọ đa văn, tăng trưởng huệ xả, điều nhu các kiến, đây gọi là thú nhập. Sao gọi là sắp thành thục? Chỉ trừ khi chưa đạt được thân tối hậu hữu, tức là trụ thân ấy đắc bát niết bàn, hoặc năng thú nhập chánh tánh ly sanh. Bồ đạo già la đã thú nhập như vậy. Từ khi thú nhập cho đến ở các kiếp về sau, tu tập các căn càng chuyển thượng, càng chuyển thắng, càng chuyển thêm vi diệu, đây gọi là sắp thành thục. Sao gọi là đã thành thục? Bồ đạo già la đã đạt được thân tối hậu hữu, trụ ở thân đầy đắc bát niết bàn, hoặc năng thú nhập chánh tánh ly sanh, đây gọi là đã thành thục. Sao gọi là chỉ thú nhập? Chẳng phải sắp thành thục, chẳng phải đã thành thục. Có bộ đặc giả là ban đầu, đối với pháp để lại ra mà chư như lai chánh giác, chánh thuyết, có được tâm chánh tín, nói rộng cho đến điều nhu các kiến. Nhưng từ đây về sau, lại chưa trải qua một kiếp sống hành như vậy, thì gọi là chỉ thú nhập, chẳng phải sắp thành thục, chẳng phải đã thành thục. Sao gọi là cũng thú nhập, cũng sắp thành thục, chẳng phải đã thành thục. Có bộ đặc giả là ban đầu đối với pháp tỷ nại gia mà chư như lai chánh giác chánh thuyết có được tâm chánh tín nói rộng cho đến điều nhu các kiến, từ đây về sau lại trải qua hoặc một đời hoặc hai đời hoặc nhiều đời mà chưa đạt được thần túi hậu hữu, tức là trụ thần đầy đắc bát niết bàn, còn lại như trước đã thuyết, đây gọi là cũng thú nhập, cũng sắp thành thục, chẳng phải đã thành thục. Sao gọi là cũng thú nhập, cũng đã thành thục, chẳng phải sắp thành thục? Có bộ đặc giả là đã có bộ đặc giả là đã đắc thú nhập như vậy, cũng đã đạt được thần tối hậu hữu hoặc trụ thần đầy đắc bát niết bàn, còn lại như trước đã thuyết, đây gọi là cũng thú nhập, cũng đã thành thục, chẳng phải sắp thành thục. Sao gọi là chẳng phải đã thú nhập, chẳng phải sắp thành thục, chẳng phải đã thành thục? Có bộ đặc giả là có pháp bát niết bàn như vậy, nhưng chỉ trụ chủng tánh mà chưa thú nhập, đây gọi là bồ đặc giả la chẳng phải đã thú nhập, chẳng phải sắp thành thục, chẳng phải đã thành thục, nhưng có khả năng khảm nghiệm, nhất định sẽ thú nhập, sẽ được thành thục. Lại có một loại bồ đặc giả la quyết định không có khả năng khảm nghiệm, không được thú nhập, không được thành thục, đó là bồ đặc giả la không pháp niết bàn, xa lìa chủng tánh, nên biết bồ đặc giả la không chủng tánh như vậy, còn quyết định không khả năng khảm nghiệm, không sẽ được thú nhập, không sẽ được thành thục, hà huống năng đắc bát niết bàn. Nên biết bồ đặc giả la nói trên nhiếp vào 6 vị. Những gì là 6? 1. Bồ đặc giả la có khả năng khảm nghiệm. 2. Bồ đặc giả la thành tựu thiện căn phẩm hạ. 3. Bồ đặc giả la thành tựu thiện căn phẩm trung. 4. Bồ đặc giả la thành tựu thiện căn phẩm thượng. 5. Bồ đặc giả la có phương tiện cứu cánh. 6. Bồ đặc giả la đã đến cứu cánh. Sao gọi là bồ đặc giả la có khả năng khảm nghiệm? Có bồ đặc giả la an trụ chủng tánh, đối với pháp tỷ nại gia mà chưa như lai chánh giác chánh thuyết, chưa có được tầm chánh tín, nói rộng cho đến chưa điều nhu các kiến, đây gọi là bồ đặc giả la có khả năng khảm nghiệm. Sao gọi là bồ đặc giả la thành tựu thiện căn phẩm hạ? Có bồ đặc giả la an trụ chủng tánh, ban đầu đối với pháp tỷ nại gia mà chưa như lai chánh giác chánh thuyết, có được tầm chánh tín, nói rộng cho đến điều nhu các kiến, đây gọi là bồ đặc giả la thành tựu thiện căn phẩm hạ. Sao gọi là bồ đặc giả la thành tựu thiện căn phẩm trung? Có bồ đặc giả la an trụ chủng tánh, ban đầu đối với pháp tỷ nại gia mà chư như lai chánh giác chánh thuyết, có được tâm chánh tín, nói rộng cho đến điều nhu các kiến, từ đây về sau trải qua hoặc một đời hoặc hai đời hoặc nhiều đời chuyển thắng tiến mà chưa đạt được thân tối hậu hữu, tức là trụ thân đầy đắc bát niết bàn, hoặc năng thú nhập chánh tánh ly sanh, đây gọi là bồ đặc giả la thành tựu thiện căn phẩm trung. Sao gọi là bồ đặc giả la thành tựu thiện căn phẩm thượng? Có bồ đặc giả la chuyển thắng tiến như vậy, đã năng đạt được thân tối hậu hữu, tức là trụ ở thân đây năng bát niết bàn, hoặc năng thú nhập chánh tánh ly sanh, đây gọi là bồ đặc giả la thành tựu thiện căn phẩm thượng. Sao gọi là bồ đặc giả la phương tiện cứu cánh? Có bồ đặc giả la đã đạt được thân tối hậu hữu thì tận dứt các lậu hoặc, lắng nghe chánh pháp, có được sự dạy trao dạy dăn không điên đảo, tránh tu hành gia hạnh mà chưa thể vĩnh viễn tận các lậu khắp tất cả chủng, chưa đạt đến rốt ráo, đây gọi là bồ đặc giả la phương tiện cứu cánh. Sao gọi là bồ đặc giả la đã đến cứu cánh? Có bồ đặc giả la vì tận dứt các lậu, lắng nghe chánh pháp, có được sự dạy trao dạy dăn không điên đảo, tránh tu gia hạnh như vậy, đã năng đạt được vĩnh viễn tận các lậu khắp tất cả chủng, việc cần làm đã làm xong, rốt ráo đạt đến thành đường bậc nhất, đây gọi là bồ đặc giả la đã đến cứu cánh. Nên biết trong đầy chủng loại bồ đặc giả la có khả năng khảm nghiệm, tức là lấy chủng tánh làm chỗ nương, làm chỗ trụ, bèn năng đạt được thiện căn phẩm hạ và năng thú nhập.
đã thú nhập rồi, lấy thiện căn phẩm hạ làm chỗ nương, làm chỗ trụ, lại năng đạt được thiện căn phẩm trung, lấy thiện căn đây mà tự thành thục. Người kia ở đầy như vậy, lúc tự thành thục, lấy thiện căn bậc trung làm chỗ nương, làm chỗ trụ, lại năng đạt được thiện căn phẩm thượng, đã được thành thục. Do người kia như vậy, tu tập thiện căn phẩm thượng làm nhân chứng tất tự thể, lại năng tu tập từ lương chuyển chuyển thủ thắng, do đấy xúc chứng tâm tánh nhất cảnh, lại năng thú nhập chánh tánh ly sanh, chứng quả dự lưu hoặc quả nhất lai, hoặc quả bất hoàn mà chưa năng chứng quả A-la-hán tối thắng bậc nhất. Như vậy gọi là Bồ Đạo Già La phương tiện kiều cánh. Nếu đã chứng đắc tất cả phiền não thảy đều vĩnh viễn đoạn tật, chứng đắc quả A-la-hán, bây giờ gọi là Bồ Đạo Già La đã đến kiều cánh. Như trên tức do sự tu hành chánh hạnh đầu giữa sau của tất cả thanh văn, nên hiển thị kiến lập 6 chủng Bồ Đạo Già La. Do có chánh hạnh của thanh văn chủng tánh, nên hiển thị Bồ Đạo Già La đầu tiên. Do có chánh hạnh của thanh văn đến kiều cánh, nên hiển thị Bồ Đạo Già La sau cùng. Do chánh hạnh của thanh văn tu hành còn lại, nên hiển thị Bồ Đạo Già La trung gian. Hỏi: Bồ Đạo Già La đã được thú nhập là có định lượng tất cả thời đồng đắc bát niết bàn, hay là không định lượng tất cả thời phần không đồng đắc bát niết bàn? Đáp: không có định lượng, cũng chẳng phải ở tất cả thời phần đồng đều mà đắc bát niết bàn. Tuy nhiên tùy chỗ thích hợp, tức là chỗ duyên gặp gỡ có sự sai khác mà bát niết bàn, nên biết trong đây hoặc có một loại trải qua thời gian rất lâu xa, hoặc có một loại không cần trải qua thời gian quá lâu đắc bát niết bàn, hoặc có một loại vô cùng nhanh chóng đắc bát niết bàn, đó là Bồ Đạo Già La trụ chủng tánh vô cùng nhanh chóng đắc bát niết bàn. Người kia chỉ trải qua 3 đời, trong đời thứ nhất thú nhập trước tiên, trong đời thứ hai tu tập khiến thành thục, trong đời thứ ba đã tu tập thành thục rồi, nên ở thân đây đắc bát niết bàn. Nếu không ở thân đây đắc bát niết bàn, tất phải nhập vị học mới có thể chết đi, trải qua nhiều nhất bảy hữu đắc bát niết bàn. Như vậy gọi là an lập thú nhập. Ba, sở hữu các tướng của người đã thú nhập. Có Bồ Đạc Già La đắc bát niết bàn an trụ chủng tánh vừa mới thú nhập. Giả sử chuyển sang đời khác, đối với đại sư của mình và trong pháp thiện thuyết tỷ nại gia có sự quên mất nhớ nghĩ, nếu gặp pháp ác thuyết tỷ nại gia và pháp thiện thuyết tỷ nại gia cùng hiện hữu ở thế gian, thì tuy ở nơi pháp ác thuyết tỷ nại gia đã được lắng nghe đã lâu, lại được nghe vô lượng môn tốt đẹp xưng khen công đức thù thắng của pháp kia, nhưng không tìm hiểu vui thích tu hành, cũng không ở nơi pháp kia mà cầu xuất gia. Giả sử người kia tạm thời xuất gia, vừa được nhập vào liền nhanh chóng xả bỏ thối lui, vì tánh đối với pháp kia không vui an trụ. Cũng ví như trong mật xanh giòi, lấy giòi bỏ vào rượu hay giấm đặc, hoặc ví như người vui thích thọ rượu dục mà gặp phải bùn lầy như bẩn vậy. Đó là do lực nhậm trì của nhân diệu thiện đời trước. Còn đối với pháp thiện thuyết tỷ nại gia, hoặc mới chỉ tạm lắng nghe sự xưng khen ít phần công đức, hoặc hoàn toàn chưa cần nghe, tuy nhiên năng nhanh chóng thú nhập tín hiệu, vui thích tu hành hoặc cầu xuất gia. Người kia xuất gia rồi, rốt ráo thú nhập chọn không thối chuyển, vì tánh đối với pháp thầy vui thích an trụ. Ví như mật xanh giòi dọi lại được bỏ vào mật hảo hạng, hoặc như người vui thích thọ diệu dục mà gặp được dục thù thắng hơn cả. Đây là do lực nhậm trì của nhân diệu thiện đời trước. Đây gọi là tướng đã thú nhập của Bồ Đạc Già La đã được thú nhập thứ nhất. Lại có tướng đã thú nhập của Bồ Đạc Già La đã được thú nhập khác. Đó là người kia tuy chưa thể vượt qua được tất cả đường ác, trốn không nhàn hạ, lìa hệ buộc của phiền não mà có thể không sanh nơi đường ác hay trốn không nhàn hạ. Thế Tôn Nương Bồ Đạc Già La đã được thú nhập đây và mật ý thuyết rằng: nếu có người thế gian chánh kiến phẩm thượng, tuy trải qua ngàn đời không đoạn đường ác, nếu người kia đã nhập thiện căn phẩm thượng, dần dần hướng đến thành thục, bấy giờ người kia bèn không sanh trốn không nhàn hạ và các đường ác. Đây gọi là tướng đã thú nhập của Bồ Đạc Già La đã được thú nhập thứ hai. Lại có tướng đã thú nhập của Bồ Đạc Già La đã được thú nhập khác. Đó là người kia thoạt nghe công đức thù thắng của Phật Pháp Tăng, nên được tính tâm tùy niệm thanh tịnh, dẫn phát thiện căn xuất lý rộng lớn, luôn luôn duyên nhớ nghĩ, đều nhu suy tưởng thanh tịnh nơi tâm, toàn lông trên thần dựng đứng vui mừng rời lại. Đây là tướng đã thú nhập của Bồ Đạc Già La đã được thú nhập thứ ba. Lại có tướng đã thú nhập của Bồ Đạc Già La đã được thú nhập khác. Đó là người kia có bản tánh đã thành tựu tam quý mãnh lợi, sanh tâm hổ thẹn sâu đối với các tội hiện hành. Đây gọi là tướng đã thú nhập của Bồ Đạc Già La đã được thú nhập thứ tư. Lại có tướng đã thú nhập của Bồ Đạc Già La đã được thú nhập khác. Đó là người kia vui thích sâu xa,
Vui thích mãnh lợi trong việc thọ trì đọc tụng, thư hỏi, tư duy, quán hành, cầu thiện pháp. Đây gọi là tướng đã thú nhập của Bồ Đạt Xà La đã được thú nhập thứ năm. Lại có tướng đã thú nhập của Bồ Đạt Xà La đã được thú nhập khác. Đó là người kia đối với tất cả việc làm đều không tội, tu tập trong tất cả phương tiện gia hạnh phẩm thiện, năng khéo tu tập, phát khởi bền chắc, phát khởi trường thời. Đây gọi là tướng đã thú nhập của Bồ Đạt Xà La đã được thú nhập thứ sáu. Lại có tướng đã thú nhập của Bồ Đạt Xà La đã được thú nhập khác. Đó là người kia có bản tánh trần cấu mỏng nhẹ, phiền não suy yếu, tùy khởi các triền mà không tương tục trụ lâu dài, không xiểm không cuống, năng hàng phục kiêu mạn, chấp ngã ngã sở, giữ gìn công đức lành, nhàm ghét xoay lưng với các lỗi lầm. Đây gọi là tướng đã thú nhập của Bồ Đạt Xà La đã được thú nhập thứ bảy. Lại có tướng đã thú nhập của Bồ Đạt Xà La đã được thú nhập khác. Đó là người kia năng khéo léo thủ hộ ngăn ngừa tâm đối với các điều chứng đang rộng lớn, không tự mình an phận trong chỗ bất lực, sự tìm hiểu ngày càng tăng trưởng mãnh lợi mạnh mẽ. Đây gọi là tướng đã thú nhập của Bồ Đạt Xà La đã được thú nhập thứ tám. Như vậy các loại tướng đã thú nhập của Bồ Đạt Xà La đã được thú nhập có vô lượng. Này ta chỉ được thuyết ít phần tướng kia. Các tướng như vậy hoặc có người an trụ thiện căn phẩm hạ mà thú nhập nên biết thuộc loại phẩm hạ, gọi là có khuyết hở, chưa được không gián đoạn, chưa thiện thành tịnh. Hoặc có người an trụ thiện căn phẩm trung mà thú nhập nên biết thuộc loại phẩm trung. Hoặc có người an trụ thiện căn phẩm thượng mà thú nhập nên biết thuộc loại phẩm thượng, gọi là không khuyết hở, không gián đoạn, đã thiện thành tịnh. Như vậy gọi là tướng đã thú nhập của Bồ Đạt Xà La đã được thú nhập. Người thành tựu tướng thú nhập như vậy nên biết thuộc trong số đã thú nhập, nên biết Bồ Đạt Xà La an trụ chủng tánh đã thú nhập như vậy, sở hữu rất nhiều tướng kết tường của bậc thiện sĩ. Duy chỉ có chư Phật Thế Tôn và đệ tử Phật đã đến cứu cánh bậc nhất, dùng trí kiến thắng diệu thiện thành tịnh hiện thấy hiện chứng, tùy theo chủng tánh, tùy đối tượng thú nhập mà diệu ứng cứu độ. Bốn Bồ Đạt Xà La đã được thú nhập, hoặc có Bồ Đạt Xà La đã được thú nhập, duy chỉ có đã thú nhập, chưa sắp thành thục, chưa đã thành thục, chưa đắc xuất ly. Hoặc có Bồ Đạt Xà La cũng đã thú nhập, cũng sắp thành thục, chưa đã thành thục, chưa đắc xuất ly. Hoặc có Bồ Đạt Xà La cũng đã thú nhập, cũng đã thành thục, chưa đắc xuất ly, tùy muốn mà hành. Các tướng giải biệt như vậy nên biết đều đã biện ở trước. Lại có sở hữu các tướng sai khác của Bồ Đạt Xà La đã nói trong phần chủng tánh điện, như Bồ Đạt Xà La càng yếu kém nay ở trong đây, tùy chỗ thích hợp cũng nên rõ biết sở hữu các tướng sai khác. Như vậy đã thuyết hoặc tự tánh thú nhập, hoặc an lập thú nhập, hoặc sở hữu các tướng của người đã thú nhập, hoặc Bồ Đạt Xà La đã thú nhập, tất cả gọi chung là thú nhập địa.